không có giấy tờ vẫn được cấp sổ đỏ. Theo quy định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ có thể được cấp sổ đỏ khi đáp ứng đủ các điều kiện. Trường hợp 1, được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu đang sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp. Trường hợp 2, được cấp sổ đỏ và có thể phải nộp tiền sử dụng đất nếu đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 và không có vi phạm pháp luật về đất đai. Nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch. Căn cứ để xác định việc sử dụng đất ổn định. Để được cấp sổ đỏ nếu đất không có giấy tờ thì một trong những căn cứ quan trọng là phải sử dụng đất ổn định. Theo Điều 21 Nghị định 43 năm 2014 của Chính phủ, sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp sổ. Theo đó, thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ sau đây. Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất. Giấy tờ về đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn với đất ở. Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh. Giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký. Giấy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoặc đất của cơ quan, tổ chức được nhà nước giao quản lý sử dụng đất. Giấy tờ về mua bán nhà, tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan. Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ. Bản kê khai đăng ký nhà đất có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã tại thời điểm kê khai đăng ký. Lưu ý, trường hợp không có một trong các loại giấy tờ này hoặc trên giấy tờ đó không ghi rõ thời điểm xác lập giấy tờ và mục đích sử dụng đất, thì phải có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất. Như vậy, với quy định này thì hộ gia đình, cá nhân sẽ có thêm cơ hội được cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ. Nếu như nhóm 1, người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất, thì nhóm 2, người sử dụng đất lại có thể phải nộp tiền sử dụng đất và các khoản tiền khác. Theo khoản 3, Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp giấy chứng nhận. Cùng với đó, căn cứ khoản 4 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được nhà nước giao đất cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 2014 mà chưa được cấp giấy chứng nhận thì được cấp giấy chứng nhận. Trường hợp người sử dụng đất chưa nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai thì phải nộp theo thông báo của cơ quan thuế khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận. Bên cạnh trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà có một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất là căn cứ để được cấp giấy chứng nhận thì nhiều trường hợp sử dụng đất mà không có giấy chứng nhận vẫn được cấp giấy chứng nhận. Theo Điều 101 Luật Đất đai hiện hành, trường hợp này cũng được chia thành hai nhóm. Nhóm 1, được cấp sổ đỏ mà không phải nộp tiền sử dụng đất. Khi đó, hộ gia đình, cá nhân phải đáp ứng được điều kiện sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 2014. Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ. Nhóm 2, được cấp sổ đỏ nhưng phải nộp tiền sử dụng đất. Dù phải nộp tiền sử dụng đất nhưng hộ gia đình, cá nhân vẫn phải đáp ứng một số điều kiện nhất định như hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1 tháng 7 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai.
nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch. Như vậy, điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai hiện hành không phân biệt thời gian sử dụng đất là bao lâu, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện theo từng trường hợp đã nêu sẽ được cấp giấy chứng nhận.